Cô có dạy không cô? Gọi mà chẳng thấy cô dạy gì cả. Tóm lại cô có dạy không thì bảo em. Đang ngồi chờ cô lâu lắm rồi đấy. Không thấy cô giáo dạy học như lịch hẹn, các học sinh chỉ còn biết nhắn tin để đặt câu hỏi, nhưng không câu nào có lời đáp. Mà cứ hễ có học sinh mới là học sinh cũ lại không thể tiếp tục nghe cô giảng bài qua mạng Internet. Đến khi những phụ huynh như chị Nhật cảm thấy nghi vấn, thì cũng là lúc con gái chị chính thức bị rời khỏi lớp học. Khi mà giáo viên bỏ một bạn nào đó ra, ví dụ như là Ngọc QQ đây, tức là bạn này sẽ không liên lạc được với lại cô giáo, và khi thông báo là bạn đã rời khỏi nhóm này thì như con nhà tôi là không được học nữa. Để học trực tuyến, phụ huynh phải đặt cọc gần 500 đến 800 nghìn đồng cho thiết bị học tập, nhưng sản phẩm lại chỉ là một cái tai nghe không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cháu được hỏi phát được cái tai nghe này thì đầu tiên nghe cũng không rõ lắm. Xong rồi được 3-4 buổi thì nó hỏng. Trên đấy cháu quen nhiều bạn thì các bạn cũng bị hỏng như cháu. Nhà tôi có tai nghe rồi. Lúc ấy tôi cũng từ chối là việc nhận, nhưng mà chú ấy cứ bảo là cái phần mềm này là phải có cái tai nghe này. Vì thế nên tôi mới đặt cọc tiền thiết bị và tôi mới lấy tai nghe. Nhưng mà không ngờ tai nghe thì lại bị hỏng. Sau khi không thể liên hệ với doanh nghiệp, các phụ huynh mới chấp nhận lặn lội hơn 40 cây số từ huyện lên thành phố để tìm trụ sở công ty. Địa chỉ được ghi rất rõ ràng trong hợp đồng, nhưng đến nơi thì không có dấu hiệu nào cho thấy đây từng là trụ sở của công ty đào tạo trực tuyến. Ngày xưa nó thuê ở đây, vâng. Nhưng giờ chuyển chỗ khác, không biết được chuyển chỗ nào. Tức là cái công ty Quốc Cường này họ chuyển đi được bao lâu rồi ạ? Chuyển thì quay được gần Tết, nghĩa là đúng ra thì gọi là đầu năm rồi. Có nhiều người đến đây hỏi công ty Quốc Cường không? Nhiều lắm. Không lạ trước thông tin có nhiều người đến đây để tìm doanh nghiệp. Vì theo thông tin từ chính giáo viên từng làm việc ở công ty Quốc Cường, riêng trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có hơn 800 học sinh đăng ký khóa học trực tuyến của doanh nghiệp này. Danh sách hơn 800 học sinh tham gia khóa học trực tuyến trên địa bàn toàn tỉnh Hải Dương được hé lộ. Quy mô của doanh nghiệp với 8 cơ sở trên khắp các tỉnh thành miền Bắc liệu hoành tráng đến cỡ nào? Phần mềm đào tạo trực tuyến của công ty thực chất là gì? Câu trả lời sẽ có trong Chuyển động 24 giờ ngày mai, ngày 15 tháng 8.